Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Văn Đức Phát. Rất vui khi hôm nay được giới thiệu đến các bạn những hoạt động ý nghĩa của mình và gia đình trong dịp Tết này. Còn chần chờ gì nữa, cùng bắt đầu thôi nào. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu tràn pháo, bánh chưng xanh. Mỗi một năm, ai ai trong mỗi người dân chúng ta đều háo hức, mong ngóng dịp Tết đến. Tết là thời khắc chúng ta được quây quần, sum họp cùng nhau và được tham gia vô vài những hoạt động thú vị. Ngày nay, có nhiều người hay bảo rằng Tết không còn vui như xưa, Tết buồn. Nhưng đối với mình, Tết là những khoảng thời gian mà mình vô cùng trân quý. Dịp Tết năm nay, ngay từ những ngày trước Tết, mình đã được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị để đón Tết ở trường như làm bánh chưng. Lần đầu tiên, mình đã được tự tay gói cho mình một chiếc bánh chưng xinh xắn cùng các bạn, còn được mang về nhà chia cho ba mẹ và các em mình cùng thưởng thức. Thật sự mình cảm thấy rất vui. Mình còn mang thêm những chậu bông xinh xắn đến góp thêm sắc xuân cho vườn hoa của trường để các bạn có thêm nhiều góc chụp hình xinh xinh. Mình cũng đã có rất nhiều hình đẹp với bộ áo dài đỏ truyền thống mà mẹ đã chuẩn bị cho mình ở vườn hoa của trường. Tuyệt vời hơn khi mình còn được cùng các bạn trong nhóm mình tự lên kịch bản, tự quay và được viết chú tết gửi đến mọi người. Thành quả rất tuyệt đó ạ. Tết thực sự đến, mình yêu Tết cũng bởi vì Tết, ba mẹ mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mình và các em. Tết này, gia đình mình đã cùng nhau đi chúc Tết ông bà, gửi đến ông bà những lời chúc mà chúng mình đã chuẩn bị từ rất lâu, với mong muốn ông bà luôn vui khỏe, sống lâu cùng gia đình mình. Mình còn được cùng ba mẹ với các em đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để ngắm nhìn sự rực rỡ của phố phường ngày Tết, cùng chụp những bức hình lưu niệm quý giá. Ba mẹ mình luôn dạy bảo chúng mình phải sống lương thiện, hướng Phật nên cũng đã cho chúng mình đến thắp hương ở chùa để cầu mong cho gia đình mình được sức khỏe, bình an. Không chỉ quây quần cùng gia đình, dịp Tết này, ba mẹ cũng đã luôn hỗ trợ, tạo cơ hội và khuyến khích mình tham gia các hoạt động từ thiện. Ở trường, mình đã quyên góp sữa, gạo và cũng may mắn được đại diện lớp đến để trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thấy được niềm vui và sự trân quý của các bạn nhỏ cùng gia đình các bạn, em cảm thấy rất vui khi mình đã mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các bạn. Vào ngày 26 Tết, mình cùng các em của mình đã mang đến những tiết mục văn nghệ cho các bạn nhỏ ở vùng quê, ở thuộc tỉnh Bến Tre. Những tiết mục mà chúng mình biểu diễn đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Thấy được niềm vui của các bạn nhỏ, mình cảm thấy vừa vui vừa tự hào khi mình đã góp chút công sức cho cái Tết của các bạn nhỏ ở vùng quê này thêm sinh động. Kỳ nghỉ Tết của mình trôi qua ý nghĩa như thế đấy. Mình thật sự trân quý những trải nghiệm, những thời khắc đã qua. Mình cũng mong các bạn cũng có kỳ nghỉ Tết tuyệt vời. Và cuối cùng, mình chúc cho tất cả các bạn có một năm mới 2024 thật nhiều niềm vui nhé.